Nếu ai đã từng một lần đến thủ đô Hà Nội, chắc hẳn đều biết đến Tây Hồ, với trung tâm là Hồ Tây, một hồ nước ngọt lớn nhất và được coi là lá phổi xanh của thành phố. Bởi Tây Hồ không những là một trung tâm du lịch hấp dẫn với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, mà còn là cái nôi văn hóa phong phú và đặc sắc, gắn liền với huyền sử của dân tộc Việt Nam. Nằm ở vị trí đắc địa, với diện tích mặt nước khoảng 526 hectare, quanh năm trong xanh như một chiếc gương khổng lồ, Hồ Tây từ xa xưa đã giữ một vị trí quan trọng đối với cả thành phố và trở thành một trong những danh thắng nổi tiếng bậc nhất của kinh thành Thăng Long. Từ thời Lý Trần, các vua chúa đã lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ mát giải trí như cung Thúy Hoa đời nhà Lý, tức điện Hàm Nguyên đời nhà Trần, nay là khu chùa Trấn Quốc, hay cung Từ Hoa đời nhà Lý, nay là khu chùa Kim Liên, và điện Thụy Trương đời nhà Lê, chính là khu trường Chu Văn An hiện nay. Phong cảnh Hồ Tây đặc biệt đẹp và thơ mộng vào những buổi chiều mùa hạ, khi những làn gió mơn man đùa giỡn trên mặt nước trong xanh hiền hòa, nhuốm ánh hoàng hôn vàng ruộm và những hàng cây rợp bóng mát tự nhiên, tạo cho nơi đây một không gian hết sức thơ mộng, thoáng mát và cuốn hút du khách tham gia các hoạt động tham quan giải trí và khám phá những nét độc đáo của danh thắng đặc sắc này. Hồ Tây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp, mà còn là một vùng sinh thái với hệ động thực vật phong phú và đa dạng. Đây là nơi hội tụ nguồn lợi thủy sản rất lớn. Ghé thăm Hồ Tây, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những người dân ngồi kiên trì lặng lẽ bên chiếc cần câu quanh bờ hồ để tận hưởng thú tiêu khiển tao nhã vào những lúc rảnh rỗi. Thú tiêu khiển này đã mang lại cho họ những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời hiếm có giữa chốn đô thành luôn bận rộn hối hả. Đối với tôi thì Hồ Tây nó gắn bó như là một cái kỷ niệm rất là thiêng liêng với lại tuổi thơ cũng như là cái thời gian sống của tôi. Ở Hồ Tây thì có phong cảnh rất là đẹp, ốc rất là ngon, những quán cà phê rất là thơ mộng lãng mạn. Và mỗi khi mà có thời gian thì cuối tuần bạn bè lại rủ lên Hồ Tây để chụp ảnh, đi chơi, đi vu. Và nói chung thì Hồ Tây mang lại cái cảm giác rất là thân thiết. Những căn nhà nổi, nhà thuyền, kem Hồ Tây, bánh tôm Hồ Tây, nó gắn liền như là một cái phần của cuộc sống của tôi. Từ những nguồn lợi thủy sản phong phú của Hồ Tây, người Hà Nội vốn sành điệu về văn hóa ẩm thực đã chế biến thành những món ăn hấp dẫn mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực và phong vị của Hồ Tây nói riêng và Hà Nội nói chung, tạo ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc đối với thực khách. Món ăn của Hồ Tây thì rất đa dạng phong phú, nhưng có lẽ nổi bật là các món phở cuốn, bánh tôm hay ốc luộc Hồ Tây, vân vân. Trong khung cảnh thoáng đãng, thiên nhiên và con người như hòa quyện với nhau, tạo cho hương vị các món ăn trở nên đậm đà và hấp dẫn hơn. Nằm giữa trung tâm của vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, Tây Hồ được thừa hưởng và là nơi lưu giữ nhiều di tích văn hóa độc đáo, gắn liền với huyền sử của dân tộc Việt Nam, trong đó nổi bật là chùa Trấn Quốc. Tọa lạc trên một không gian rộng và yên tĩnh nhô ra Hồ Tây,
Chùa Trấn Quốc là ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội, có phong cách kiến trúc độc đáo và thoáng mát. Được khởi dựng từ thế kỷ 6, đời Lý Nam Đế, chùa khi đó có tên là Khai Quốc, tức Mở Nước, và nằm ở phía ngoài đê Yên Phụ. Năm 1615, bãi sông bị lở sát vào chùa nên đã rời vào trong đê và nằm bên sóng nước Hồ Tây. Chùa đổi tên nhiều lần thành An Quốc, Trấn Bắc và Trấn Quốc như tên gọi ngày nay. Chùa Trấn Quốc là một không gian sinh hoạt tín ngưỡng linh thiêng của nhiều người dân thủ đô. Bởi vậy, có rất nhiều người về lễ chùa, nhất là vào các ngày mùng 1 hay ngày rằm. Bên cạnh đó, đây còn là điểm tham quan du lịch hấp dẫn không thể thiếu trong hành trình của rất nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Nằm đối diện với chùa Trấn Quốc ở bên bờ phía đông, phủ Tây Hồ tọa lạc trên một bán đảo nhô ra giữa Hồ Tây. Nằm trong một ngôi làng cổ của kinh thành Thăng Long xưa, phủ Tây Hồ là nơi thờ bà chúa Liễu Hạnh, một người đàn bà tài hoa, giỏi đàn ca thơ phú và có đức độ hơn người, nên đã được dân gian thần thánh hóa suy tôn làm thánh mẫu. Hàng năm vào rằm tháng giêng âm lịch, khách hành hương về đây rất đông, vừa đi lễ mẫu ban cho điều lành và mọi sự may mắn, vừa đi thưởng ngoạn cảnh đẹp Hồ Tây. Bên cạnh những di tích văn hóa và lịch sử quý giá của dân tộc, thì vùng đất Tây Hồ còn ẩn chứa trong mình nhiều giá trị đặc sắc của đời sống văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ người Hà Nội. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, có lẽ nổi bật hơn cả đó là nghề hoa cây cảnh, nhất là hoa đào và quất của vùng đất Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm, v.v. Tên tuổi của các địa danh quanh Hồ Tây đã ăn sâu trong suy nghĩ của những người có thú chơi cây cảnh khắp cả nước. Bởi văn hóa trồng hoa cây cảnh vốn đã có từ lâu đời và trở thành một nghề truyền thống của vùng đất này. Được bao bọc bởi dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa và bên trong là những hồ nước ngọt quý giá. Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi, loại đất rất tốt và phù hợp để phát triển hoa cây cảnh. Chơi cây cảnh bao giờ cũng phải coi trọng gốc cây. Gốc có to, có khỏe thì cây mới mạnh. Gốc càng to càng thể hiện cây đã sống lâu năm. Nếu gốc có nhiều rễ nổi, rễ xung xuê càng đẹp. Cây trồng trong chậu phải là một gốc, trừ một số thế cây quần tụ. Giữa chiều cao và bề rộng của cây phải có sự tương xứng. Thân cây mềm mại, duyên dáng, siêu nghiêng hay đứng thẳng khỏe mạnh là tùy theo các thế cây. Cây cảnh phải được bàn tay nghệ thuật của con người tác động vào để hình thành một thế cây. Đó là một dáng đứng, một điệu vươn của cây có bố cục chặt chẽ và đẹp mắt. Một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có sức sống, toát lên một chủ đề, một ý tưởng nhất định. Tuổi cây càng cao càng quý. Cây cảnh đẹp phải là cổ thụ nhưng nhỏ gọn để nói lên ý nghĩa trường tồn. Làng Ngọc Hà, làng Nghi Tàm là những cái nơi mà sản xuất ra những cây cảnh rất là nổi tiếng ở miền Bắc, cũng như là sau khi mà giải phóng thống nhất đất nước ấy, thì có cơ chế thoáng thì cây của Hà Nội không những giao lưu ở các tỉnh của miền Bắc mà còn vào cả Sài Gòn và vào cả tới đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cũng đã từng đi vào những cái vùng đấy và chứng kiến là cây của Hà Nội đã vào tận đấy. Và cái nét đặc trưng của người Hà Nội thì nó không thể lẫn được, là vì những cái tay, rồi những cái bông tay, rồi những cái dáng cây của người Hà Nội bao giờ nó cũng khác, nó cũng uyển chuyển, nó cũng mang cái nét đặc trưng của một vùng quê mà nó có bề dày truyền thống làm cây cảnh. Có rất nhiều thế cây đẹp và có ý nghĩa. Thế ngũ phúc là cây có bốn cành,
một ngọn là năm tán đều phải xén phẳng ngang bằng, không tán nào được vòng, mỗi tán được chia ra một hướng. Dáng cây là biểu tượng của năm điều ước muốn giản dị mà vĩ đại của con người là phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Cùng với nghề cây cảnh, cá cảnh cũng là một nghề độc đáo gắn liền với mảnh đất Yên Phụ, Tây Hồ. Đến đây, những người chơi cá cảnh có thể tìm kiếm đủ loại cá. Chơi cá cảnh là thú tiêu khiển tao nhã và lâu đời của nhiều người dân Hà Nội. Và những người sành chơi cá cảnh thường tìm đến làng Yên Phụ để tìm kiếm sưu tầm những con cá cảnh độc đáo. Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, Tây Hồ đã và đang tiếp tục khẳng định ưu thế phát triển nổi trội của mình. Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Tây Hồ đã đạt được những bước phát triển ngoạn mục, tốc độ tăng trưởng cao và trở thành địa danh có cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng du lịch bậc nhất của thủ đô. Với quần thể các khách sạn, khu căn hộ cao cấp, phong cách kiến trúc hiện đại, Tây Hồ đã trở thành sự lựa chọn tham quan, nghỉ ngơi và sinh sống lý tưởng của nhiều người, nhất là người nước ngoài khi đến với Hà Nội. Là một người Pháp đến đầu tư và làm ăn tại Hà Nội, ông Oliver sau khi tham quan và tìm hiểu khắp thành phố, ông đã quyết định chọn Tây Hồ để ở với lý do thật đơn giản dễ hiểu là môi trường và điều kiện ở đây thật tuyệt vời. Và sau những giờ làm việc vất vả, ông thường lui tới các câu lạc bộ ven hồ để luyện tập thể thao và giải trí thư giãn. I chose Tây Hồ because it's a quiet area and not so much dust, and I like water. Then there is a lake there, not far from my home. And more space, not the noise of the city, and not too far from the center. And I think it's a green area, residential area, when you can live quietly in safety. Okay. After work, just to relax and to make some training, I go home and I go to Hanoi Club. It's an activity club. I can there make some fitness and some training, swimming also, for diving. Some weekend when I go diving, I need to be to train and to relax also. Then I relax here, looking the lake and quiet place, and swimming and relax. That's all. Tây Hồ có nhiều tòa cao ốc và các khách sạn cao cấp như khu biệt thự Hồ Tây, khách sạn Sheraton, Intercontinental, khách sạn Thắng Lợi, v.v. Khách sạn này có vị trí đắc địa, nằm ven Hồ Tây, rất thuận tiện giao thông. Chỉ mất 10 phút để vào trung tâm thành phố và 30 phút để đến sân bay quốc tế Nội Bài. Từ vài thập kỷ trước, nơi đây đã rất nổi tiếng và vinh dự là nơi lưu trú ưa thích của nhiều nguyên thủ các nước khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Với cơ sở vật chất hiện đại, phong cách kiến trúc độc đáo, các phòng ốc được thiết kế sang trọng, lộng lẫy và đầy đủ tiện nghi, gồm cả trung tâm thương mại, các phòng hội nghị, hội thảo, các nhà hàng, câu lạc bộ, trung tâm thể chất, bể bơi ngoài trời đẹp và thoáng mát, khiến Tây Hồ thực sự là điểm nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng của mọi du khách.
trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã đi qua rất là nhiều nước trên thế giới rồi, nhưng mà chúng tôi yêu thích nhất là Việt Nam. Đặc biệt là khi mà ở tại khách sạn này thì cảm giác rất là thoải mái, rất là phong cảnh rất là đẹp. Và chúng tôi khi về nước nhất định sẽ giới thiệu những người bạn khác để đến ở khách sạn. Theo định hướng phát triển của thủ đô Hà Nội đến năm 2020, toàn bộ quận Tây Hồ được quy hoạch thành khu vực phát triển trung tâm của thành phố, có điều kiện đặc biệt thuận lợi thu hút các nguồn lực vốn tài chính, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ để thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội của quận nói riêng và của toàn thành phố nói chung. Hiện tại, Tây Hồ đang xúc tiến cùng với quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm triển khai dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây có số vốn đầu tư hơn 300 triệu USD và tổng diện tích gần 210 hectare. Khu đô thị mới này sẽ được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, gồm khu trung tâm thương mại quốc tế, khu mua sắm giải trí, khu khách sạn và văn phòng cao cấp, khu du lịch sinh thái ven hồ, khu dân cư và vành đai xanh, gồm các biệt thự và nhà chung cư cao tầng, v.v. Theo định hướng phát triển của thủ đô Hà Nội đến năm 2020, thì quận Tây Hồ của chúng tôi sẽ trở thành cái trung tâm du lịch, dịch vụ và văn hóa của thủ đô. Căn cứ vào định hướng phát triển đó và căn cứ vào tình hình thực tế tại quận, chúng tôi thấy rằng là phải duy trì phát triển kinh tế bền vững với mức tăng trưởng cao theo cơ cấu dịch vụ, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu quả của các ngành kinh tế dịch vụ theo định hướng theo đa dạng và đảm bảo chất lượng. Trên địa bàn quận Tây Hồ của chúng tôi, riêng cái dịch vụ cho nhà cho người nước ngoài thuê cũng đã có tới trên 1.000 hộ. Cái việc này cũng đảm bảo cho cái cuộc sống của những gia đình có nhà cho người nước ngoài thuê, đồng thời cũng đảm bảo cái phần thu ngân sách rất lớn cho quận, có thể chiếm tới 60% thu ngân sách là từ những dịch vụ thu thuế ở các cái hộ gia đình cho người nước ngoài thuê. Thứ hai là chúng tôi cũng phải tập trung đầu tư vào các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch. Thế và đặc biệt quan tâm đến đầu tư các dự án công viên, cây xanh quanh Hồ Tây để nhằm tạo cảnh quan, môi trường cho Hồ Tây và các trục đường giao thông theo quy hoạch đã được duyệt, cũng như đảm bảo các di tích lịch sử văn hóa có giá trị xung quanh Hồ Tây để sớm đưa quận Tây Hồ chúng tôi theo định hướng nghị quyết đại hội 3 của Đảng bộ quận là quận trung tâm du lịch, văn hóa và dịch vụ của thủ đô. Và ngoài ra thì chúng tôi phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, cũng như là tập trung cho phát triển đô thị theo định hướng văn minh và hiện đại, phát triển có tính bền vững. Và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, triển khai thực hiện tốt các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn quận. Và cuối cùng là chúng tôi cũng suy nghĩ rằng phải tập trung phát triển toàn diện cái sự nghiệp văn hóa xã hội, tích cực triển khai các cái nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Với những tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên và xã hội, trên cơ sở những thành tựu to lớn đã đạt được trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Tây Hồ hôm nay đang vươn mình và lung linh tỏa sáng như một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội, trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn của du khách gần xa.